Hôm nay cây hoa giả.com.vn vừa hoàn thành một công trình có tới 9 bức tường cây lớn. Đây là công trình nằm tại tòa nhà Techno Park thuộc khu đô thị Ocean Park. Tòa nhà được thiết kế rất đẹp và hiện đại. Chủ đầu tư muốn làm những bức tường cây giả tô điểm cho không gian để không gian bớt đi vẻ khô khan, tạo ấn tượng mạnh về thị giác và hòa hợp với thiết kế tổng thể của tòa nhà. Sau khi hoàn thành, công trình đã khiến cho chủ đầu tư hết sức hài lòng với sự thi công cẩn thận và tỉ mỉ. Bức tường cây giả đã trở thành nơi check-in lý tưởng với các vị khách và đối tác ghé thăm cũng như trở thành một không gian thư giãn tăng hiệu suất làm việc với các nhân viên văn phòng đang làm việc tại đây. Với hệ khung sắt và dàn cây được tính toán cẩn thận và hoàn thiện toàn bộ tại xưởng, việc thi công được diễn ra khi các văn phòng đã tan làm nên không hề ảnh hưởng tới các hoạt động trong tòa nhà. Việc lắp đặt được diễn ra nhanh chóng và đúng quy trình, tuân thủ các nguyên tắc về an toàn lao động. Nếu bạn cần thi công lắp đặt tường cây giả hãy liên hệ tới hotline 0969601100 hoặc website cayhoa-giả.com.vn nhé.